Và để trở lại với chương trình văn nghệ, mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Tâm sự đời tôi qua sự thể hiện của chị Nguyễn Thu Trà. Xin mời chị Thu Trà lên sân khấu. Không còn có nhau.
niềm đơn vắng không tên. Hàng cây cao vút như lặng nhìn biển tình tôi chết sau một đêm phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu.